sau hàng nhiệt độ điện xin chào các bạn. Hôm nay em lên sóng một chiếc máy điều hòa một cục Kodomi, em để số 27 các bạn nhé. Cứ lên sóng các bác nào cảm thấy phù hợp với gia đình nhà mình thì các bác mua. Cái điều hòa Kodomi này thì nó chỉ có một cục như thế này thôi, duy nhất một cục này các bạn nhé, tích hợp cả dàn nóng dàn lạnh ở bên trong luôn, chỉ việc cắm điện vào là mát thôi, cắm điện vào là cửa gió này thổi ra khí mát luôn nhé. Đấy, ngồi đây lạnh bốt người luôn ạ. Con này thì nó thiết kế là dàn nóng nó sẽ thổi khí nóng đằng sau này, đây là cái khe thổi khí nóng nhé, tức là nó tích hợp cục nóng cục lạnh vào bên trong một máy luôn. Đây là dàn nóng này, đấy. Còn mặt trước này là dàn lạnh, đây, mặt trước này là dàn lạnh, dùng rất là tiện luôn, đấy, dàn lạnh các bạn này, còn rất là đẹp. Toàn bộ hàng của Nhật là ống đồng hết nhé, chạy lạnh buốt luôn, rất là êm chứ không kêu như mấy cái quạt hơi nước ạ. Quạt hơi nước thì làm gì có lốc với cả ga luôn ạ. Con này nó sử dụng lốc và ga nhé. Điều hòa một cục tự động, các bác dùng cho phòng khoảng 10-12 mét vuông vô tư, còn lên 15 mét thì cũng chạy được, nhưng mà nó sẽ lâu mát hơn một chút. Con này em bán là 3,6 triệu, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Máy Nhật thì nó chạy điện 100V, cho nên là mình phải có một cái đổi điện từ điện lưới 220V của mình xuống điện 100V ạ. Để chạy máy phù hợp. Cái đổi nguồn đấy thì em bán là 450. Cái chiếc máy này thì ngoài cái vấn đề để làm mát phòng, để lên cửa sổ mát thì các bác có thể là ngồi mát trực tiếp cũng được. Ngồi mát trực tiếp nhé. Đương nhiên hiệu quả thì không thể cao như là mình làm mát cả phòng cơ. Con máy rất là cơ động luôn, chỉ có mỗi cục này thôi, rất là tiện. Làm mát luôn mọi lúc mọi nơi, đi đâu cũng được, đi cắm trại đi chơi các bác cứ có máy phát điện cắm là mát thôi, đi ra ngoài hay là ở trọ cũng đặt lên cửa sổ xem kín lại cắm điện là mát, rất là tiện. Em bán cả đến là 1000 chiếc rồi, các bác dùng rất là ưng ý. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé, chào các bác.